Xin chào các bạn đến với kênh xe đạp của trang web xe đạp Hải Phòng.com. Như các bạn biết thì trong thời gian rất là dài gần đây thì bên xe đạp Hải Phòng.com chúng tôi thì bán những cái dòng xe mà xe cũ đã qua sử dụng tại thị trường Nhật. Nhưng mà có một số bạn trẻ hoặc là các bác anh muốn sử dụng cái xe mới thì đáp ứng cái yêu cầu đó thì bên cửa hàng em đang cung cấp cái dòng xe đạp MTB, cái dòng xe đạp mới. Nhưng mà dòng xe đạp Asphalt này thì không phải là dòng mới nguyên chiếc, hàng kém chất lượng, trôi nổi, không rõ xuất xứ, mà bên em là tự mua những cái cấu hình, những cái đồ phụ tùng rất là chất lượng rất là khá trong tầm giá để về mà ráp lắp lên và phục vụ cái việc tập luyện thể thao và đi lại hàng ngày của thì như quý vị thấy thì tất cả những cái xe đạp mà cửa hàng xe đạp Hải Phòng.com mà bán thì đều là sử dụng nhôm, là một cái điều mà gần như là hoàn toàn, bởi vì chúng tôi không bán những cái sản phẩm mà khung sắt kém chất lượng, nên là chúng tôi đã nhập về cái xe cái khung Asphalt, thương hiệu Asphalt này. Thì Asphalt này thì nó là cái khung, nó cũng không có thương hiệu gì cả, nó chỉ là nhái theo cái thương hiệu Asphalt, thương hiệu Scott thôi. Scott là một cái thương hiệu nổi tiếng, rất là nổi tiếng của Đức. Thì nó có thêm chữ A vào đây, gọi là Asphalt. Thì cái khung này chất lượng khá là tốt, mối hàn rất là đẹp, khung nhôm. Đấy. Và chúng tôi lựa chọn là sử dụng cái dòng giảm sóc là giảm sóc địa hình là SR Suntour. Đấy, chính hãng. Cái Suntour này là chính hãng. Bảo quý vị vành hai lớp, vành địa hình hai lớp bằng nhôm rất là chắc chắn, phanh đĩa và đũa chúng tôi là giáp là đũa lốc. Đấy. Lốp Kenda chính hãng luôn, Kenda hết chính hãng. Trên xe thì có trang bị bộ tay bấm xả Shimano 8 tốc độ, đi đông cốt tăng bằng nhôm hết, yên thì cực êm, yên độ dày cực êm luôn. Gạt đĩa Shimano Tourlay, đùi đĩa Shimano, đùi đĩa Prowheel của Đài Loan. Đây là một hãng đùi đĩa mà rất là tốt của Đài Loan hiện tại bây giờ cho những cái dòng xe mới. Đằng sau thì chúng tôi có sử dụng lip Sunrun, lip vặn 8 tốc độ của Đài Loan và bộ chuyển động Tourlay chính hãng. Đấy. Còn chính hãng hay là fake thì mình có một cái video mà hướng dẫn phân biệt bộ chuyển động chính hãng và fake ở trong kênh của mình, thì quý vị có thể tìm xem ở lại ở trong cái video trong kênh của mình. Đằng sau cũng là lốp Kenda và vành hai lớp chính hãng đũa lốp, vành hai lớp mà chân lông đen tạo cảm giác rất là khỏe khoắn cho chiếc xe. Thì xe là có trang bị đằng trước là 3 đĩa và đằng sau là 8 lip cho 24 tốc độ khác nhau, khung nhôm, xe địa hình, có giảm sóc. Đấy, có giảm sóc và xe mới hoàn toàn. Đây là xe giáp mới, không phải là xe nguyên chiếc, hàng trôi nổi, không rõ nguồn gốc xuất xứ, là xe rẻ tiền, đồ kém chất lượng. Đây chúng tôi bên cửa hàng là đã lựa những cái phụ tùng mà tốt nhất trong tầm giá của chiếc xe để đáp ứng cho cái nhu cầu mà sử dụng xe mới của quý khách. Thì mẫu xe này chúng tôi có hai màu là màu xanh nam và một màu là màu đỏ luôn. Thì trong những video tới thì tôi sẽ làm những video về giới thiệu về chiếc xe Asphalt màu đỏ luôn nữa. Giá của chiếc xe này có bán tại cửa hàng xe đạp Hải Phòng.com là 4 triệu đồng. Quý vị có thể liên hệ với cửa hàng qua số điện thoại ở dưới video để biết được thêm những cái phụ kiện, những cái chính sách bảo trì, bảo dưỡng, bảo hành được hưởng trong quá trình mua xe và sử dụng xe. Ngoài ra chúng tôi còn có dịch vụ cho thuê xe trải nghiệm, giá là 80.000 đồng một ngày. Quý vị có thể không cần mua xe và thuê xe trải nghiệm trong khoảng một ngày. Nếu mà xe quý vị cảm thấy ưng ý thì quý vị có thể mua đứt chiếc xe hoặc có thể chỉ mất 80.000 tiền thuê chiếc xe thôi. Xin được cảm ơn quý vị các bạn đã xem video. Nếu mà quý vị các bạn quan tâm đến xe đạp thể thao
các cách sử dụng, hướng dẫn sửa chữa hoặc là những cái video về những cái dòng xe thể thao Nhật bãi hoặc là xe mới, thì hãy ấn like video để ủng hộ chúng tôi làm những video mới. Ấn đăng ký kênh để cập nhật những video mới tiếp theo. Xin cảm ơn các bạn, xin video. Gặp lại các bạn những video sau.